not a game, it's a rich thing. Hello mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là quan trọng, rất là hay, rất là ý nghĩa để đến cho mọi người luôn. Đó là mình sẽ đi săn ong mà hốt cái tổ ong mật không cần khói luôn nha mọi người. Thì không cần khói à? Khói à, đúng rồi. Không giờ hốt cần khói, hốt vừa nuôi rồi giờ đi vô quay mấy bắt không cần khói. Biết sợ còn chơi gì. Không, mà tính ra cũng thấy tội caramel mình thiệt. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cho nó hốt luôn nha mọi người. Hôm nay mình sẽ cho nó hốt luôn nha mọi người. Sao được? Anh đều. Anh em không đúng rồi, anh em không chừa ngoài hốt luôn. Dạ, ổ sau hốt. Thì hôm nay mình sẽ nhường lại ổ sau cho mình hốt nha, còn ổ này cho. Sao được? Về. Thôi nói gì nói chứ mình sẽ cho caramel cầm tô nha mọi người. Thì một tí nữa mình sẽ đi thử thách hốt ong không cần khói này nha. Thì mọi người đón xem nha. Cái xe đẹp vui. Làm vậy? Hả? Làm gì? Thôi chạy. Biết chạy. Biết. Gì vậy? Không chạy đi. Chạy sao mày? Thôi thôi thôi, cha xuống rồi mày ơi. Không biết chạy mà đời chở người ta. Thôi đâu hẳn ra luôn. Thế vậy? Đúng rồi, em tôi mà. Trời ơi, không được không? Thôi thôi. Rồi đi. Quay thôi. Thì mọi người ơi, mình có phát hiện được một cái tổ ong nó đóng trong một đống củi như thế này nè mọi người. Nè, ở đây có con ong đực nè, để mình bắt cho mọi người xem. Ê rồi. Đây. Đây mọi người. Đây là có một cái con ong chúa đực nè. Thường thường mấy cái tổ mà có ong chúa đực như thế này á là rất là dữ luôn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ dỡ đóng củi ra mình hốt nha mọi người. Mà trước khi hốt mình có chuẩn bị lá môn nha. Tại giờ sớm á mình lo ở nhà không mà mình quên đem theo cái tô kiện á. Thì bây giờ mình sẽ dỡ cái đống củi này ra từ từ nha mọi người. Ở đây có kiến nẻ quá trời luôn nè mọi người. Mọi người xem nè, kiến nẻ quá trời luôn nè mọi người. Mấy con này nẻ như ông chứ chứ. Nẻ quá trời luôn. Thì bây giờ mình sẽ ra gỡ tiếp nha mọi người. Quá trời luôn. Thì mà, mọi người ơi, hiện tại là ong mình gần tới đó mọi người. Ong nó bắt đầu bò ra quá trời luôn nè. Còn mé bên đây là phần mặt nè mọi người xem nè. Nè ong nè. Ong này đóng như ong nuôi đó mọi người. Để mình lấy ra một tí nữa cho mọi người xem nè. Mọi người xem mặt nè. Thấy không? Quá trời mặt luôn. Để mình lấy thêm vài cái này nữa. Để mình kiếm đường nào mà lấy ra cho nó đừng có dập mặt nha mọi người. Mọi người xem mặt quá trời luôn. Mọi người xem nè. Ong nó bắt đầu nó đều theo quá trời luôn mọi người. Trời nó lâu rồi. Để mình lấy cái phần cây này ra trước nha. Rồi, quẩy theo luôn nha mọi người. Mọi người xem nè. Quá trời ong luôn mọi người. Thì bây giờ mình đây, đặt đi mượn cái rổ đi mày. Mượn chủ nhảy rổ đi. Thì mình sẽ lấy ra từ từ miếng nha mọi người. Con nữa ngay. Bè nó không á. Mọi người xem nè. Mật này già quá trời già, nó đen luôn nè mọi người. Sẵn đây một tí nữa mình sẽ tìm ông chúa về nuôi luôn nha mọi người. Quá trời luôn nè. Đó.
Nào mọi người, phần mật bích không nào, để mình thử ra cho mọi người xem nha. Mà không mọi người, ổ này già lâu năm lắm rồi nè. Thì sẵn đây mình thử miếng đầu tiên luôn nha mọi người. Rồi, quay lên nha. Mình mời mọi người cùng mình ăn nha. Mọi người xem mặt nó kẹo mà nó đen luôn rồi. Thử này không? Mình sẽ cho caramel mình nó ăn nha mọi người. Mọi người xem nè. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Mình sẽ thử thêm mật này nữa nha. Miếng này bị gớt nè mọi người. Mọi người xem phần ông chúa nè. Cái phần này nữa nó đẻ ra, nó nở ra cái con ông chúa đực đó mọi người. Để mình cho mọi người xem nè. Ở đây không có, để một tí nữa mình bắt dính mình sẽ cho mọi người xem sao nha. Quá trời mật luôn nè mọi người. Nguyên đi vô mượn thêm một cái dao nữa. Dao nhỏ. Thái ơi, tươi. Mình sẽ đặt ra luôn nha mọi người. Giao cho ông đũa. Đây nè mọi người. Cái bể này nãy là nữa nó sẽ nở ra cái con như thế này nha mọi người. Con màu đen nổi nổi nè. Thì mình sẽ cho mọi người xem nữa. Trong đây quá trời con ong luôn. Để mình để một tí nó có dao mình sẽ cắt ra luôn nha mọi người. Cầm cái phần này dao luôn. Mọi người mặc không à? Mình sẽ đặt mé đây nha mọi người. Giờ đi chơi dễ để thôi. Rớt luôn rồi. Ngồi xem mà tỏi này lâu lắm lắm luôn rồi. Mặt đen quá trời đen rồi. Lâu rồi. Sẽ mở tiếng là nói em nè. Mọi người xem ong. Quá trời luôn. Ở đây quá trời ông chúa luôn nè mọi người. Mọi người xem nè, bò quá trời luôn. Ông chúa được không? Ô cái dao này ta. Dính rồi. Ong quá trời luôn mọi người. Mình
mình sẽ gọc cắt lấy mật từ từ nha mọi người. Mọi người xem nè, cái phần phấn hoa này ăn ngon lắm mọi người, mà đóng quá trời nè. Sao Nguyên thấy sao Nguyên? Thấy ok không? It's not a game, it's a ranch team. Thì bây giờ mình sẽ cắt mật với phần nhộng để riêng nha mọi người. Quá trời mật luôn nè. Mọi người xem nè. Mật không? Nguyên phần mật non luôn nè mọi người. Mật không? Lấy miếng rồi cho gì con mày. Lấy miếng gì con mày. Con nó bệnh này chứ ai biết ăn cái này. Thì sau cái thử thách này mọi người, mình đã về vừa tới nhà luôn á. Thì mình có phát hiện là một cái tô này nó nằm ở sau đuôi chỗ mình review hồi sớm á mọi người. Do mình đi gấp quá cho nên mình có quên đem theo một cái tô như thế này á. Thì hồi sớm mình có mượn cái tô của chủ nhà rồi nha mọi người, mà ở không phải, mà cái gỗ mới đúng. Thì sau cái video này á, mình được rất là nhiều mật ong luôn. Với lại mình đã chia cho chủ nhà một nửa mọi người, thì mình lấy một nửa. Rồi bây giờ mọi người cùng mình nghe Caramel phát biểu nha mọi người. Sao anh Caramel? Sao cái thử thách lần này lúc ra nhiều hôm sau không? Sao lần này là bị quýnh quá trời luôn. Quýnh đầu quýnh cổ xưng hết trơn rồi. Quýnh quá trời luôn. Quýnh đầu quýnh cổ xưng hết trơn rồi. Lần này là Caramel bị quýnh nhiều lắm mọi người. Quýnh trên cổ quá trời luôn nè. Với trên đầu á. Làm cái thử thách này rất là nguy hiểm luôn mọi người. Đừng có làm theo mình nha. Thì do thời lượng video quá dài mọi người mình xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người thấy clip của mình hay á, nhấn cho mình một like và một lượt đăng ký. Mày nhớ nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.